Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Đảng ủy phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2021 cho 23 đảng viên. Dự lễ trao huy hiệu có đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng, cùng dự và nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng có các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Văn Cường, Nguyễn Văn Thông. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên, 5 đảng viên 50 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên 45 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên 40 năm tuổi Đảng và 3 đảng viên 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, đây không chỉ là niềm tự hào lớn đối với các đồng chí đảng viên, gia đình mà còn là vinh dự của Đảng bộ phường Lê Lợi, của thành phố và Đảng bộ tỉnh Hưng Yên. Huy hiệu tuổi Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp của các đồng chí với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và sự phát triển của địa phương. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ gìn và phát huy lòng yêu nước, trách nhiệm công dân, sự đoàn kết quý báu trong Đảng để xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, đồng thời tiếp tục là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.